Thưa quý vị và các bạn, thời tiết Hà Nội sáng nay vẫn còn khá âm u do vẫn chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với đới gió Đông Nam trên cao ở rìa Tây Nam áp cao cận nhiệt đới nên sáng có lúc có mưa rào và dông ở một số khu vực nên nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Tối và đêm nay, mưa rào và dông vẫn xuất hiện nhưng cục bộ chỉ ở nội thành và khu vực phía Nam thành phố. Lượng mưa không đáng kể nhưng cũng đủ mang lại bầu không khí mát mẻ với mức nhiệt độ từ 27 cho đến 30 độ. Dự báo sang đến ngày mai, nhiệt độ sẽ nóng dần lên, tăng từ 2 đến 3 độ so với hôm nay. Mức nhiệt cao nhất trong ngày là từ 11 giờ đến 16 giờ, dao động trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Nhìn chung, khả năng mưa sẽ xuất hiện rất ít vào sáng sớm, sau đó trời nắng, độ ẩm tương đối cao trên 70% nên dễ mang lại cho chúng ta cảm giác oi bức, khó chịu hơn so với những ngày nắng nhưng trời khô. Dự báo những ngày cuối tuần, khả năng mưa vẫn từ 40 đến 60%, nên nếu quý vị cảm thấy không thuận lợi lắm đối với các hoạt động ngoài trời, thì vẫn có thể dành thời gian để tham gia các sự kiện văn hóa, giải trí ý nghĩa khác tại các bảo tàng và nhà triển lãm. Một gợi ý nhỏ là tại nhà triển lãm Mỹ thuật Ngô Quyền, từ ngày mai sẽ có triển lãm tranh khá thú vị mang tên Lớp lớp Hà Nội với những tác phẩm chọn lọc mang góc nhìn nghệ thuật đa chiều về vẻ đẹp của thủ đô. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực tại Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía Tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông có mây, không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức có mây, sáng sớm có lúc có mưa rào, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Hình thái thời tiết này cũng sẽ diễn ra tại khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh với nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có mây, sáng sớm có lúc có mưa rào, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Phần cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Quý vị có thể theo dõi thông tin dự báo thời tiết của Đài Hà Nội tại địa chỉ hanoionline.vn, app Hà Nội On, YouTube Đài Hà Nội. Xin kính chào và hẹn gặp lại!